Tại Đồng Nai, theo các hộ chăn nuôi dê trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, một tháng trở lại đây, giá dê các loại có xu hướng tăng mạnh, chạm ngưỡng và cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Hiện dê được thương phẩm đẹp có trọng lượng trên 30 kg đang được các thương lái thu mua với giá 138.000 đồng 1 kg. Dê cái thương phẩm có giá 120.000 đồng 1 kg. Dê giống có giá chạm ngưỡng, dê đực được thu mua với giá 160.000 đồng 1 kg. Dê cái 140.000 đồng 1 kg, tăng 15-20.000 đồng so với tháng trước. Theo bà con, giá dê tăng đột biến như hiện nay có nhiều nguyên nhân. Hiện đang vào mùa mưa, nguồn thức ăn dồi dào, nhu cầu người nuôi sẽ tăng mạnh. Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp nên người dân ít sử dụng thịt heo, chuyển qua thịt dê nhiều hơn. Dê không chỉ tiêu thụ trong nước mà thị trường Trung Quốc cũng tiêu thụ mạnh, nên các tiểu thương gom hàng để xuất qua đây, kéo theo giá dê tăng đột biến.